Rồi, cuốn video hôm nay Thanh Phú xin chào quý vị cùng toàn thể anh chị em. Thì vẫn tiếp tục và chia sẻ cũng như giao lưu một số bonsai. Đây là vườn cây bonsai ở thành phố Quy Nhơn. Vài tác phẩm bưng bê, xây kích cũng tầm vừa và nhỏ, cũng có một số hàng mini. Chia sẻ để anh chị em cùng tham khảo và giao lưu nhà vườn. Nhà vườn Thanh Phong xin chào mấy anh chị em nha. Hôm nay nhà vườn em lên cho mấy anh chị một số tác phẩm bonsai. Trước mặt em đây đó chính là bồ đề đọt đỏ nha mấy anh chị. Bồ đề, một tác phẩm bồ đề đọt đỏ. Hàng cốt già, nuôi lâu năm. Già lắm quý vị. Già trắng da hết rồi. Chị em xem các cái mầm chảy ra từ thân, thấy những cái mặt cắt ngày xưa đó nó đã cuốn lại, nó tạo thành một cái bản vách này. Rất là hay này. Đấy, cái bản vách. Ồ, còn cái dàn bệ bồ đề mà anh chị em mình biết mà nuôi mà lâu nó già, nhìn cái da này. Đây còn đang xây dựng nên là còn một chiếc chậu xi măng. Cũng có thể nói anh chị em mình sở hữu về mình đầu tư thêm một chiếc chậu men nữa bỏ vào. Đấy, khi nó ra cái lọc non đỏ và cái dạng da nó trụng lại tất cả các cái mập vàng ươm. Đấy, size thì tầm 10 bê nặng thôi quý vị. 92. Hoành 92. Hoành đế. Cao 51. Cao 51. Tán 48. Tán 48. Đang chỗ 60. Hoành thân 60. Tiếp tục mình xoay đi. Để anh chị em cùng xem qua cùng ngắm. Đây, một tác phẩm bồ đề khá là già cây già cốt, xây kích cũng vừa tầm bưng bê để anh chị em mình trang trí những cái không gian. Đấy, anh chị em mình cùng ngắm qua tổng thể. Về tác phẩm này mình chia sẻ giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 7 triệu rưỡi nha mấy anh chị. 7 triệu rưỡi giá giao lưu tại vườn. Một tác phẩm bồ đề rất già. Tiếp theo là tác phẩm xây đọt đỏ nha mấy anh chị. Cây già. Một mini. Một mini xây già nuôi lâu năm. Hàng chân rễ. Khá là chỉnh chu về chiếc chậu. Cây này nuôi thì thôi quá lâu rồi. Đấy, buông những phần rễ. Cốt cành nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà anh chị em mình xem cái độ cù gắt này. Tất cả các cái mầm tược cũng như cái phần chân rễ. Đấy, được vào một chiếc chậu. Đấy, về độ già thì quá chi rồi, già lắm đâu quý vị. Nhỏ nhỏ thôi chứ nhưng mà rất là chất lượng quý vị. Đấy, những hàng bưng bê, hàng mini bỏ bàn. Đấy, đấy những cái phần nuôi, những cái tay, tất cả các mầm. Tổng 55. Hoành đấy 55 quý vị. Cao 25. Cao 25. Tán 35. Tán 35. Chậu dài 27. Ngang 19.
Đấy, anh chị mình xem qua tổng thể. Xây kích trang trí những cái không gian nhỏ hẹp rất tiện quý vị. Anh chị em mình nhanh tay sở hữu. Về giá là bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 3 triệu rưỡi nha bán chị. 3 triệu rưỡi giá tại vườn. Tiếp theo là một tác phẩm Hải Châu dáng chụp collect nha bán chị. Những đồ chơi mini khá là chất lượng quý vị. Những cây được chất lọc. Hôm nay chia sẻ đây anh chị em mình giao lưu. Rất là chất lượng cây. Đấy, đẹp mắt không? Nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nuôi dần râm này. Đấy, to hết rồi. Đặc biệt đó, nó phân có cái phần cò ở bên trên. Rất là hay. Bộ chân này cũng đẹp. Lực cây. Vào chiếc chậu cũng khá là chỉnh chu rồi. Nuôi lâu lắm quý vị. Những cái đồ chơi mà nhà vườn chia sẻ để anh chị em mình giao lưu. Về chơi thôi. 28. Hoành 28. Cao từ mặt chậu lên là 23. Cao 23. 30. Đấy, mình phỏng tán 30. Mình đó chậu bao nhiêu? Chậu 22. Chậu 22. Xoay đi, để anh chị em cùng ngắm qua tổng thể. Hải Châu mini. Mình đo hoành cổ thân bao nhiêu? Đấy, ngay thân 14. Thân 14. Kiểu cây đầm lùng mini. Những cái hàng chất lượng mà để giới thiệu anh chị em mình. Ngay cổ này nó có phần collect này nha anh chị. Để về chơi quý vị. Anh chị xem phần collect của cổ này. Rất đẹp mắt. Rồi, mình chia sẻ bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi giá tại vườn. Những tác phẩm mà nó chất lượng để anh chị em mình về chơi. Tiếp theo đây là một tác phẩm sam núi trái, sam khai thác nha mấy anh chị. Đấy, vẫn tiếp tục một mini khá là chất lượng để giới thiệu cùng anh chị em mình sở hữu. Những cái đồ chơi mà bỏ bàn hay là trang trí những cái không gian nhỏ hẹp. Cây rất là dè nha mấy anh chị, coi phần nạc của nó nè. Cúc nạc. Cúc nạc, nhìn rất là đẻ. Đấy, trái này. Một mini sam núi trái. To cốt. Cái dần chân này nó đi hết chậu rồi. Đây, chạy đều hết. Hãy để cho anh chị coi. Đấy. Đặc biệt là cái cốt này nó vót hết quý vị. Nó vót cái ngọn lên trên. Những cái đồ chơi mà phải nói là khá là chất lượng về cây. Tạo ra những cái cành nhánh như dàn tây. Đang nghe hoành thân cho mấy anh chị. 21. Thân 21. Cao 19. Cao 19. Tán 18. Tán 18. Chậu 15. Kích thước chậu 15. Những hàng mini mà chất lọc ra quá là chất lượng. Chia sẻ anh chị em mình giao lưu. Về giá là bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 4 triệu rưỡi nha anh chị. 4 triệu rưỡi giá tại vườn. Một chất lượng mini sam núi trái. Đấy, thân cốt. Đấy, nhìn cái dàn tay là anh chị em mình biết rồi. Quá trình nuôi để tạo tác thành một cây mini quá tuyệt vời. Tiếp theo lên cho mấy anh chị là Hải Châu cúc quái nha mấy anh chị. Có hình thân collect này. Có tán thì nó đổ xuống cũng collect luôn. Mấy anh chị xem. Rồi, vẫn tiếp tục một mini Hải Châu. Đây, hàng chân rễ.
khá là quái cây. Đây, cò lắc. Đẹp quá vậy. Rớt cái tán này xuống cũng hay. Đây, hàng chân rễ cò lắc. Cũng duyên dáng. Về cây mini này thì anh chị em mình vừa chơi, vừa nuôi, vừa chăm thêm. Sản phẩm này gì mà anh chị có thể bỏ bên chè, mình uống chè, mình ngắm cây, nhìn nó cũng rất là quái ngợi nha mấy anh chị. Có mình thân nó co lét này, những tán đổ này, mấy anh chị xem tán đổ này, co lét từ trên xuống này, uống lượng của cây, nhìn rất là quái nha. Đây, nó cũng rất là khéo. Rồi, mình đo cái kích thước đi. Cái tán đổ của cây 33, tán tầm 33. Đo ngay chỗ cái mình thân cho anh chị xem. 16, thân 16 ngay đoạn thước. 19 chậu. Mình đo chiều cao đi. Cao của cây là 27. Cao 27. Một chiếc chậu này nó cũng có những cái đường răng. Đây quý vị. Nhưng mà rất là chắc. Rồi, tầm giá là bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 2 triệu nha mấy anh chị. 2 triệu giá tại vườn. Một sản phẩm đẹp như này, giá 2 triệu quá là yêu thương cho mấy anh chị. Mini Hải Châu 2 triệu. Hàng chân rễ rất đẹp quý vị. Tiếp theo là một tác phẩm sam núi trái. Này là hàng đồ chơi cho mấy anh em đi chơi triển lãm này. Cây này đi chơi triển lãm, hội quán, tất cả các loại. Cây này là chuẩn dáng đi chơi rồi nha mấy anh chị. Tiếp tục cũng là một mini khá là chuẩn quý vị. Những cây mà anh chị em mình có thể đi chơi các cuộc triển lãm. Để những cây size mini. Một sam núi trái. Những cái đồ chơi của nhà vườn để chia sẻ anh chị em mình tham khảo và giao lưu. Từ thân, đế, cành. Đây anh chị em mình xem coi mấy phần tay của cây này. Tay cũng khiếp nha mấy chị. Đây, rất là khiếp cái dàn tay giật râm. Để nghiêng qua cho mấy chị xem. Bộ râm này thôi thì quá chi là tuyệt vời rồi. Cây này rất là già nha. Mấy anh chị xem kỹ mấy cây này, rất là già. Bộ chân nè. Bộ chân phải nói khá là hay. Đứng rất là vững. Đó, mấy anh chị xem bộ chân này. Đấy, một cái thế đứng phải nói là tuyệt vời này. Về bông tán. Cái dàn xương ở dàn râm là nhìn thấy mê quá quý vị. Để nuôi mà đến cái tầm độ cỡ này thì thôi chứ bao nhiêu thời gian quý vị. Mấy anh chị em mình có chơi sam, có nuôi sam thì cũng biết rồi. Này là sam núi trái nha mấy anh chị. Đây. Lên san hô rồi. Cột đẹp. Lắc cột. Quá chi là tuyệt vời. Đa phủ bì hết phần đế cho mấy anh chị này. Tổng hoành đế 58. 58 tổng hoành đế. Cao 30. Cao 30. Tán 35. Tán 35. Chậu 27. Đấy, mình đo cái thân thử được. Ngay cái đoạn cốt đó. Đây. 16. Khoảng 16. Dạ, nó nục. Đúng chất đồ chơi. Để anh chị em mình sở hữu. Chia sẻ những cái tác phẩm mà khá là chất lượng. Để anh chị em mình sở hữu về chơi thôi. Có form có dán sẵn hết rồi. Được tạo tác và xây dựng lâu năm. Đấy, về tác phẩm này mình có chia sẻ giá không?
Mấy anh chị nào có thiện chí muốn sở hữu tác phẩm này thì hãy nhấc máy liên hệ cho em nha, cả số điện thoại của em. Nếu mà thấy em không nghe máy thì mấy anh chị hãy vào Zalo nhắn tin cho em để em trả lời nhanh nhất có thể cho mấy anh chị. Đây một tác phẩm khá là chỉnh chu, hàng đi chơi, sam núi trái siêu già, quá tuyệt vời quý vị. Hải châu, một cây có một cái cành bay khá là bắt mắt. Xây này tầm hai người bơi nhẹ, một người thì bơi nặng. Để chị em mình xem. Cây này nó hay cái cần bay nó co lắc. Đấy, được tạo tác cái dạng tán, dạng cành, tức là cốt thiên nhiên, còn lại những cái phần nuôi thôi quý vị. Đây anh chị em mình xem nè. Đấy, cốt có lắc, không thể nào mà chê vào đâu được quý vị, bởi vì nó không có đòn đơ. Đấy, ra tích tới ngoài đầu ngọn này. Cây này nuôi lâu rồi, có một số nhôm kẽm này nó nuốt này, cũng có thể anh chị em mình về tháo ra. Đấy, những cái cần thiên nhiên, những cây rừng núi, những cây cây như này càng chơi càng đẹp quý vị. Cây nằm chậu lâu năm, chiếc chậu này nó cũng răng rồi, gia cố rất là chắc, nên anh chị em mình chơi yên tâm. Đấy, những cái co lắc thiên nhiên. Đây, những cái mặt rễ này, mặt đế, lực cây. Đấy, một tác phẩm hải châu có một cái cúc bay này hay. Tổng hành đế 66, cao cây 43, cao 43. Đấy, tổng bộ tán. Tán là 103, 1m03 tổng bộ tán. Mấy chị xem kỹ lại, cây rất là đẹp nha mấy chị. Đấy, một tác phẩm hải châu. Mình chia sẻ giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 11 triệu nha mấy chị. 11 triệu một tác phẩm hải châu. Đấy, cốt lắc đẹp. Video đến đây cũng đã dài. Cảm ơn mấy chị nãy giờ đã xem và giao lưu với em được những cây bonsai. Nhà vườn em tới đây xin chào và hẹn gặp lại mấy chị vào clip sau. Xin chào và cảm ơn mấy chị. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em mình xem cuốn video này. Có những tác phẩm cây bonsai cũng hàng siêu chuẩn đó quý vị, để lựa chọn và giao lưu nhà vườn. Để kết thúc cuốn video này, thành phố cảm ơn quý vị cùng anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết. Và hãy để lại cho Thành Phú một đăng ký kênh, một like và hãy chia sẻ video này. Rồi, một lần nữa Thành Phú xin chào quý vị và hẹn gặp lại.